Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 và số 2 của bài 1 số phức. Chúng ta đã tìm hiểu được cái định nghĩa thế nào là số phức và các cái phần còn lại từ 1 cho tới 6 đúng không nào? Nhớ y bình phương thì bằng âm 1 các em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục bắt đầu quay cho em bài số 3. Trở đi. Ta đi sang bài số 3 này. Trên mặt phẳng tọa độ, trên mặt phẳng tọa độ đi các em ha. Tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện. Các em nhớ này, trước khi mà đi này thì các em nhớ là cái số phức z nó có dạng là a cộng cho bi, thì điểm m, cái tọa độ điểm m biểu diễn đây chính là a, đây chính là hoành độ, và b đây chính là tung độ. Nhớ thầy như này, căn cứ như vậy để chúng ta làm nha. Như vậy thì ở đây câu a này, phần thực của z bằng âm 2. Phần thực của z bằng âm 2 nghĩa là đây này, đây là cái số phức thì đây chính là phần thực, đây chính là phần ảo. Phần thực của z bằng âm 2 nghĩa là a của chúng ta bằng âm 2, thì khi đó b này đã chính là bằng mấy? Bằng 0. Mà a này nó sẽ tương ứng với gì? Đây chính là tương ứng với x, là trục hoành, nghĩa là x bằng âm 2. Các em hiểu nè. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Ta trình bày một câu A cho nó bài bản luôn nha. Giả sử cái số phức chúng ta nó có dạng ở đây là x cộng y. Ở trong đây thì x với y là nó thuộc R. Khi đó trên cái mặt phẳng tọa độ OXY thì chúng ta có cái điểm m có tọa độ xy biểu diễn gì? Biểu diễn cái số phức z. Chúng ta học chúng ta đã biết rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái phần thực. Phần thực của z bằng mấy? Bằng âm 2. Tức là cái gì bằng âm 2? Nghĩa là x sẽ bằng âm 2. Và y ở này là thuộc R. Như vậy thì cái tập hợp các cái điểm biểu diễn số phức z đó chính là cái đường thẳng x bằng âm 2 này. Vậy cái tập hợp các cái điểm biểu diễn số phức z là cái đường thẳng x bằng âm 2 trên cái mặt phẳng OXY. Còn x bằng âm 2 thì rất là dễ rồi. Nếu mà vẽ thì cũng cực kỳ là đơn giản. Đây, y, đây, x, không, âm 2 thì ở đâu? Đây này, âm 1, âm 2, nó nằm bên đây. Song song với trục tung. Đây đó. Hiểu chưa nào? Tại vì cái này là tự luận nên chúng ta phải trình bày gọi là gì nào? Là chi tiết các cái bước như thế này. Chứ còn nếu mà nói trắc nghiệm thì nhìn ra thì ai cũng biết x sẽ bằng âm 2. Thì chúng ta trình bày như vậy. Cái câu B, phần ảo của z bằng 3. Thì cái câu B thì cái phần đầu tiên giả sử gì đó thì chúng ta ghi giống như ở câu A. Cái đường nè, ghi giống câu A ở gạch đầu dòng thứ nhất nha. Cái thứ hai chúng ta xoáy vào cái chỗ này nè, phần ảo của z bằng 3. Phần ảo của cái số phức z bằng 3, tức là y sẽ bằng 3, ở đây là x thuộc R. Được nè. Vậy cái tập hợp điểm biểu diễn số phức z là cái đường thẳng y bằng 3 trên cái mặt phẳng tọa độ OXY. Xong y bằng 3 thì chúng ta vẽ qua thôi. Đây, nếu mà cần vẽ nhanh thì đây 3 này, ta vẽ cái đường thẳng song song ở trục hoành. Ta đi sang ở câu C nha. Được không nào?
Cái nào dễ thì chúng ta làm nhanh nhé. Phần thực của Z thuộc cái khoảng âm 1, 2. Đó này, phần thực. Phần thực em nhé. Này, Z, A cộng B, Y thì phần thực là đây. Thì cái phần gạch đầu dòng thứ nhất, giả sử em ghi giống y xì như vậy của câu A. Gạch đầu dòng thứ hai là ta có phần thực, nghĩa là x này, x này nó sẽ thuộc là một trong hai này. Đó này. Và y sẽ bằng R. Thuộc R này. Cho nên chính xác. Như vậy thì tập hợp cái số phức Z hợp số phức cần tìm. Cần tìm là các cái điểm nó nằm giữa em nhé, nằm giữa hai cái đường thẳng x bằng gì, âm 1 và x bằng bằng 2 trên cái mặt phẳng tọa độ OXY. Được chưa? Điểm nằm giữa đây. Nếu mà bị biểu diễn thì nó không dễ thôi. X bằng âm 1 đây nha. X bằng 2 đây. Nghĩa là nằm giữa là nằm trong cái khoảng này nè. Được chưa? Gạch đầu dòng thứ nhất, giả sử Z bằng X cộng Y, Y gì đó. Thì chúng ta ghi giống câu A nha. Rồi, đây sang ở câu D. Phần ảo của Z thuộc cái đoạn này. Nhớ này, cái khoảng á, thì cái anh âm 1 với 2 này là không lấy. Nghĩa là X bằng âm 1 với lại x bằng 2 này là chúng ta không lấy, tại vì đây nó không có dấu bằng. Nhưng mà cái ngọt vuông này này, cái ngọt vuông này biểu thị khoảng đoạn, nghĩa là cái phần này lấy luôn, nghĩa là lấy luôn số 1 và là số 3. Ngay chỗ cái dấu ngọt vuông này nghĩa là thể hiện là dấu bằng. Em hiểu không nào? Như vậy thì phần gạch đầu dòng nhất em ghi giống câu A. Gạch đầu thứ hai là ta có phải x thuộc R và y này nó sẽ thuộc cái khoảng, hay là cái đoạn 1 3. À, vậy tập hợp các cái điểm cần tìm là phần mặt phẳng nằm giữa hai đường thẳng y bằng 1 và y bằng 3. Ở đây chúng ta lấy cửa cả hai cửa cả các điểm trên hai đường thẳng luôn. Cờ cả các cái điểm trên hai đường thẳng, hai đường đó. Được chưa? Tiếp tục em, câu E. Câu E ở đây người ta nói là phần thực và phần ảo của Z đều thuộc cái khoảng này. Thực và ảo đều thuộc khoảng này, nghĩa là x nó bằng âm 2, x bằng 2 và y bằng âm 2, y bằng âm 2 và y bằng 2. Như vậy thì cái phần gạch đầu dòng nhất ghi giống này, ta có này, thực là x thuộc cái đoạn âm 22 và y nó thuộc cái đoạn âm 22. Vậy tập hợp các điểm cần tìm là phần mặt phẳng, mặt phẳng thuộc hình gì? Hình vuông. Cỡ cả cạnh của nó, cỡ cả cạnh nó vẫn lấy, tại vì đây là dấu băng này, đây dấu băng này, được giới hạn. Bởi 4 đường thẳng x bằng 2, x bằng âm 2
y bằng 2 và y bằng âm 2. Nếu như vỉ ra thì nó dễ thôi. Đây nè. Ở đây y, đây x, đây 0. X bằng 2 đây. Học được. X bằng âm 2 đây. Y bằng 2 đây. Y bằng âm 2 đây. Như vậy thì nó chính là cái phần này này. Và chúng ta lấy luôn các cái cạnh của hình vuông này luôn nha. Tại vì nó là cái gì? Đoạn. Đó. Thấy đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4. Bye em nha.